Quỳnh Như cùng Đông Hùng rất vui được gặp lại bà con trong bản tin làm nông thông minh. Thưa bà con, giỏ dừa khô đó này chỉ bỏ đi hoặc tận dụng để làm chất đốt, nhưng qua máy đánh chỉ, người dân Bến Tre lại có một mặt hàng xuất khẩu hơn 100 tỷ đồng mỗi năm. Xin giới thiệu đến bà con cách làm nông hiện đại, khai thác tất cả những sản phẩm từ dừa. Chẳng có gì gọi là phế phẩm, bởi giá trị chúng mang về là như nhau. Nội dung này có trong bản tin hôm nay cùng nhiều tin tức nông nghiệp đáng quan tâm khác. Mở rộng sản xuất xoài theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp. Mô hình nuôi thủy sản dưới tán rừng bần, vừa ổn định môi trường, vừa mang giá trị cao. Cận cảnh con tàu tưới rau hiện đại, sáng chế của chính nông dân đã làm công việc của cả chục người. Thưa bà con, xoài được trồng từ Nam chí Bắc, nhưng được trồng nhiều nhất ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Nếu xét trên góc độ quốc tế thì loại trái này đứng thứ 13 về sản xuất, nhưng số lượng xuất khẩu khiêm tốn và nằm ngoài top 10 nước xuất khẩu xoài. Muốn xuất khẩu yêu cầu phải khắt khe, phải có nguồn gốc rõ ràng. Bởi vậy, muốn xoài đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường tiềm năng, cần nâng cao hơn tiêu chuẩn. Hiện nay, thị trường xuất khẩu xoài chủ yếu sang Trung Quốc, kế đến là Nga, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, EU, Australia, Nhật Bản. Tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, năm rồi đã có 271 mã số vùng trồng được cấp để xuất khẩu. Đáng lưu ý, diện tích trồng xoài theo tiêu chuẩn Việt Gáp và Global Gáp của vùng chỉ chiếm 3,8% trên tổng diện tích. Vì vậy, cần tăng cường mở rộng hơn nữa diện tích trồng xoài đạt chuẩn để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Ngành hàng xoài có tỷ lệ hao hụt sau thu hoạch còn khá lớn, có khi lên đến 70%. Khâu phân loại chất lượng xoài tươi để tạo độ đồng đều về mặt chất lượng còn hạn chế, khâu bảo quản hao hụt nhiều, công nghệ chế biến còn nhiều bất cập. Số lượng diện tích đạt thực hành sản xuất nông nghiệp tốt gáp còn hạn chế. Đồng bằng sông Cửu Long hiện có 42% diện tích được cấp mã số vùng trồng. Đây là điều kiện thuận lợi để triển khai hợp tác nâng cao chất lượng tiêu chuẩn xoài Việt Nam. Tuy nhiên, diện tích xoài đạt tiêu chuẩn Việt Gáp chỉ chiếm 3,8% diện tích. Như vậy, vấn đề triển khai các mô hình theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp vẫn cần phải đẩy mạnh. Chú trọng vấn đề xuất khẩu thôi vẫn chưa đủ, mà các địa phương cần chú ý đến chất lượng, các tiêu chuẩn để xoài vào được những hệ thống siêu thị, đẩy mạnh thị trường tiêu thụ trong nước. Đây là một xu hướng cần được hướng đến trong thời gian tới. Trong các mặt hàng nông sản chủ yếu xuất khẩu qua cửa khẩu Lào Cai, thì trái chuối được ưu tiên hơn bởi không được bảo quản lạnh như các nông sản khác. Qua cửa khẩu chỉ mất cỡ 5 phút, trong khi các mặt hàng khác cỡ vài tiếng đồng hồ, có khi cả ngày. Hồi trước thì chuối chưa thuận lợi xuất khẩu như bây giờ thì người trồng lao đao, lận đận lắm. Nhưng mà sau khi đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe xuất khẩu chính ngạch đã giúp cho nhiều nông dân làm giàu, sống khỏe. Trước đây, trái chuối tươi chủ yếu xuất khẩu theo đường tiểu ngạch. 2 năm trước, mặt hàng này chính thức được xuất khẩu chính ngạch, mang lại nhiều thuận lợi cho các doanh nghiệp tiểu thương và hộ trồng chuối trên địa bàn. Nhờ tấm vé thông hành vào thị trường Trung Quốc đã giúp tiết kiệm thời gian, chi phí vận chuyển và giá ổn định hơn. Trong khi ngành nông nghiệp đang triển khai nhiều biện pháp để mở rộng các vùng chuyên canh chuối theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hướng dẫn các hộ nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, thì việc ngành hải quan tạo điều kiện thuận lợi thông quan mặt hàng chuối tươi cũng đã góp phần mở rộng thị trường cho nông sản Lào Cai. Thưa bà con, rừng bần ở Cù Lao Dung của tỉnh Sóc Trăng được mệnh danh là rừng bần lớn nhất Việt Nam. Nơi đây không bị khai thác thu hẹp lại như ở nhiều nơi khác, mà càng ngày mở rộng ra do người dân hiện nay ý thức được giá trị của cây bần. Gần đây, mô hình hỗ trợ sinh kế nuôi thủy sản kết hợp với tán rừng bần đã được thực hiện tại xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, đã góp phần bảo vệ nguồn lợi ven biển, đồng thời cũng cải thiện kinh tế cho nhiều hộ nông dân nơi đây. Nằm trên con đê tại ấp An Quế, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, gia đình ông Trương Văn Dũng cùng nhiều hộ dân khác được chính quyền hỗ trợ thực hiện mô hình nuôi thủy sản như dợp ốc len dưới tán rừng bần. Ông Dũng cho biết, đây là một mô hình rất hiệu quả. Dợp ốc len sinh sống tự nhiên dưới các bãi bùn, không tốn thức ăn, không tốn công chăm sóc, rất dễ nuôi, không bị ảnh hưởng bởi khí hậu và dịch bệnh. Dợp được ông nuôi khoảng 1 năm thì bắt đầu thu hoạch với giá bán từ 30 đến 40 ngàn đồng một ký. Ngoài ra, ông Dũng còn kết hợp thêm du lịch vào mô hình của mình để tăng thêm nguồn lợi kinh tế. Du khách được tham quan, trải nghiệm cuộc sống mưu sinh của người dân dưới tán rừng, từ đó nâng cao ý thức bảo tồn tài nguyên môi trường, bảo tồn các loài sinh vật để không bị đánh bắt cạn kiệt. Ngoài cây bần, gia đình ông Dũng còn trồng thêm cây đước, mở rộng diện tích rừng nhằm hạn chế được ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, gia tăng nguồn lợi thủy sản, giúp bà con ven biển cải thiện đời sống.
Thưa bà con, từ đầu chương trình thì có nói đến những chiếc giỏ dừa xấu xí không giá trị mấy, nhưng mà qua sáng kiến đúc kết của người trồng dừa thì nó lại bay sang tận trời Tây. Thay áo mới qua chiếc mái tách chỉ sơ dừa, thu được hai sản phẩm có giá trị cao là chỉ sơ dừa và mụn dừa, đang là sản phẩm quan trọng cho thị trường, tạo giá trị xuất khẩu hơn 100 tỷ đồng mỗi năm. Mụn dừa được dùng làm giá thể thay thế đất trong sản xuất cây giống. Ngoài ra, nó còn được dùng để ủ phân vi sinh, phân hữu cơ. Làng nghề cây giống hoa kiển ở đồng bằng sông Cửu Long, nhất là ở huyện Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp, tiêu thụ rất mạnh. Cơ sở sản xuất cây giống Ngọc Vinh đầu tư thiết bị tách mụn và chỉ sơ dừa để phục vụ nhu cầu hàng ngày của cơ sở và cung cấp cho những cơ sở khác. Chủ cơ sở cho biết, thấy lượng giỏ dừa tồn đọng lớn ở địa phương, cơ sở đã đầu tư máy tách để cung cấp cho thị trường xung quanh. Hiện nay, mỗi ngày cơ sở sản xuất khoảng 7 tấn mụn dừa, 2 tấn chỉ sơ dừa. Tuy sản lượng cao nhưng không đủ nhu cầu thị trường. Mỗi bao mụn dừa 10kg có giá bán 23.000 đồng. Riêng mỗi tấn chỉ sơ dừa sau khi ép thành kiện có giá trị xuất khẩu khoảng 2 triệu rưỡi đến 3 triệu đồng. Giá trị tăng lên nhiều lần so với vỏ dừa phế phẩm. Theo Sở Công Thương tỉnh Bến Tre, hiện nay chỉ sơ dừa là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh. Năm 2019, tỉnh Bến Tre xuất khẩu gần 49.000 tấn, năm rồi gần 45.000 tấn. Tuy năm nay, do thị trường thế giới gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, sản lượng dừa bị ảnh hưởng bởi hạn mặn, nên tỉnh đặt mục tiêu xuất khẩu khoảng 30.000 tấn chỉ sơ dừa. Công ty trách nhiệm hữu hạn dừa Đông Dương ở ấp Tân An, xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc là đơn vị tiên phong ở Bến Tre để phát triển mặt hàng này để xuất khẩu, thu về khoảng 5 tỷ đồng một tháng. Hiện nay, sản phẩm của công ty đang tiêu thụ chủ yếu ở thị trường Hàn Quốc, thị trường châu Âu và Nhật Bản. Công ty cũng có phát triển nhưng thị phần chưa lớn. Từ chiếc vỏ dừa phế phẩm qua chế biến đã trở thành sản phẩm xuất khẩu chủ lực của tỉnh Bến Tre, mang về hàng 100 tỷ đồng mỗi năm và giải quyết việc làm đáng kể cho địa phương. Như vậy, bà con trồng dừa ở tỉnh Bến Tre tận dụng bán được hết, không bỏ thứ gì, từ gáo dừa, dừa hư, giúp gia tăng giá trị ngành dừa. Thưa bà con, chỉ cần hai nhân công làm vườn, tất cả các công đoạn tưới phun còn lại để chăm sóc một vườn rau rộng 2.000 m², chỉ cần cỗ máy tưới phun này là đủ. Nhìn thì hoành tráng như là con tàu dị hang Đông Hùng. Và nhưng bà con có biết không, người đã sáng tạo ra nó cũng chính là chủ nhân của khu vườn này. Cách đây hơn một năm, ông Huỳnh Kim Toàn, 55 tuổi, trú tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, bắt đầu đưa hệ thống này vào hoạt động sau thời gian nghiên cứu và chế tạo. Ông Toàn vốn là kỹ sư cơ khí chế tạo máy, tốt nghiệp Đại học Bách khoa Đà Nẵng vào năm 1989. Ông có một thời gian dài làm việc tại các đơn vị cơ khí ở các tỉnh miền Nam. Sau đó, ông trở về Đà Nẵng với nghề chính là chế tạo máy. Nhiều năm gắn bó với nghề, ông luôn đau đáu chế tạo một chiếc máy tự động để giúp người nông dân thoát khỏi cảnh bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Cỗ máy có cấu tạo gồm bệ đỡ, các bánh xe lăn trên hai thanh dẫn được chôn thẳng trên mặt đất, bình chứa và hệ thống dẫn phun nước. Khi vận hành, cả cỗ máy di chuyển trên đường ray theo đường lập trình sẵn. Ngoài chức năng tưới nước, nó còn có thể thực hiện các nhiệm vụ khác như xới đất, gieo hạt. Bắt tay vào chế tạo con tàu trồng rau đa năng, ông Toàn không gặp nhiều khó khăn về kỹ thuật. Vấn đề duy nhất ông gặp phải là nguồn vốn để mua vật liệu làm nên con tàu. Ông vay mượn người thân, bạn bè vài trăm triệu đồng để có vật liệu hoàn thiện ý tưởng. Sau khi dọn dẹp xong thửa đất quan, ông Toàn dựng hai con tàu lên trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Với cỗ máy do mình sáng chế cùng cách trồng rau an toàn, mỗi tháng ông Toàn thu nhập trung bình khoảng 300.000 đồng trên 12 m². Với diện tích khu vườn khoảng 2.000 m², mỗi tháng ông Toàn thu về khoảng 50 triệu đồng từ việc bán rau. Nhờ tiết giảm các chi phí nhân công mà ông thu lời không dưới 20 triệu đồng mỗi tháng. Lấy kinh nghiệm làm bài học để sáng tạo ra những sản phẩm hữu ích, những nông dân như ông Toàn rất đáng để nhiều người học hỏi làm theo. Nội dung này cũng kết thúc bản tin làm nông thông minh hôm nay. Cảm ơn quý khán giả và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.